Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại cả nhà và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay trở lại thăm luồng bẫy trồn ở trên mấy cái đồi này nữa các bạn. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy rồi. Đầu video cho Thành nhỏ bay lòng gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình giải trí cho vui, mình xin mời các bạn. Thì cũng như thường khi nha các bạn, trước giờ mình đi vô mình thăm bẫy cái mình quay đồ nghề cho các bạn xem. Trước cái rồi mình đi vô mình thăm. Thì hôm nay mình có làm thêm hai cái bẫy mới nè các bạn, mình mang theo với cái gọng đường sắt đường chuột thì các bạn cũng biết rồi ha. Thì mình đây là cái vỏ, bên đây là chuối nha các bạn. Thôi tại mình chưa có đổi cái camera lại các bạn nên nó hơi khó thấy nha các bạn. Đây, vỏ bên đây là vỏ chuối, còn cái vỏ bên đây thì cũng như thường khi nghe cả nhà. Đi đồng hành cùng mình thì cũng có một cái con dao đi rừng với mười mấy cái túi lưới các bạn. Trong cái vỏ này là mười mấy túi lưới với hai cái bao với cái bình xịt mũi nữa. Bữa nay mình có đúng rồi, cái bình xịt mũi này mình đem theo mình xịt kiến nha các bạn. Thì lúa với nước để cho chuột ăn đó các bạn. Mình có đánh mấy cái bẫy lớn đó các bạn. Và bây giờ bắt đầu mình tiến hành đi vô thăm cái bẫy đầu tiên, cái bẫy lớn ở dưới đây nè cả nhà. Đó, ở dưới dưới ngay chỗ đó đó. Giờ mình xin đổi camera lại cái mình xuống tới nơi rồi cái mình quay tiếp luôn nghe các bạn. Rồi mình đổi camera lại rồi giờ mình xuống thăm cái bẫy đầu tiên luôn các bạn. Cái bẫy này cái bẫy lớn. Trời, mình quên mang cái túi lưới theo rồi. Mình chỉ mang lúa với cái bình xịt nước cho chuột nó uống nước thôi các nhà. Cái này là cái bẫy lớn nha các bạn. Cái bẫy này mình đánh mồi chuột. Hôm nay là cái bẫy này cũng chưa lập công, chưa sập luôn đó các bạn. Khai trương cái bẫy khổng lồ đầu tiên. Xuống làm con khổng lồ cái thôi. Vô luôn. Sáng sớm còn hơi bị sương sương á cả nhà. Nó hơi mờ mờ. Nó trên đồi nó còn mù mù quá các bạn. Bên kia nó còn mù mù quá. Dài dài bên kia nó còn mù sương. Cái bẫy lớn mình trong đây thầm mấy kỳ trong cái bụi tre này, này chỉnh máy lên nha các bạn. Hôm nay xuống cho nó ăn lúa với cho nước đồ nó uống uống luôn. Rồi hụt luôn rồi các bạn ơi. Tới đây chưa thấy, không thấy coi cái con gì trong cái bẫy á, hụt rồi. Rồi không sập luôn. Rồi. Chuột nó còn luôn, cũng ngồi trong góc ở bên trong nó hơi tối nha các bạn. Chuột nó núp ngay góc. Rồi mình cho nó ăn lúa thêm rồi nước đồ cái rồi mình đi tiếp nha các bạn. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cũng mang cái bẫy xì cua hay luôn các bạn ơi. Có đang mình đổi vô. Bước xuống cái đường mương này nó hơi khó nha cả nhà. Đó, mới đụng đó các bạn. Ở trên bờ không có chỗ đặt các bạn ơi, mình đưa xuống dưới đây rồi chết quớt rồi các bạn ơi. Còn nguyên chuối đâu còn luôn các bạn ơi. Hùng à. Đây. Rồi.
núi còn luôn các bạn. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Chỗ nào quên rồi ta, ở bên đây, bên này bên đây. Rồi chết quớt rồi các bạn ơi, phục rồi. Đây. Chuối còn luôn, em nó còn nguyên luôn. Rồi mình đi. Đi thăm cái khác các bạn ơi, chặt lắc rồi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này dính một con rồi. Cử rồi nó hụt rồi các bạn. Để coi cử này có nữa. Rồi hụt luôn rồi các bạn ơi. Tiếp tục chết quốc nữa. Trời ơi, chuối còn luôn. Còn nguyên luôn. Rồi mình coi chỉnh sửa rồi cái mình đi thăm tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn. Cái này mình thăm hai cử rồi nó hụt, giờ bữa nay mình lấy ra luôn nha các bạn. Bên kia người ta đang làm cỏ các bạn ơi. Có người là đi làm gãy bên kia các bạn ơi. Hôm nay mình lấy cái bẫy này, rút cái bẫy này đi luôn. Trời ơi, rồi xong rồi. Ta làm cỏ hết trơn rồi các bạn ơi. Rồi hên. Cái khúc mình đặt cái bẫy chưa? Chưa làm. Ngoài kia nó bằng rồi mà khúc này ta chưa làm rồi các bạn. Thăm hai cử rồi, ngay đây nó hụt hết rồi. Thế rồi bữa nay ngày có dính cũng lấy luôn các bạn. Người ta làm cỏ thì nó tới nơi rồi. Để thôi nó đi. Rồi chết luôn các bạn ơi. Cái bẫy này rút đi là đúng rồi. Thôi thôi. Nó vướng vậy leo cũng không đi được luôn các bạn. Đây. Em nó đây hụt lắc rồi. Chỗ ngon hay ghê luôn rồi các bạn. Nhiều khi chỗ ngon chứ cũng không có đâu nữa các bạn. À, cái này mình dời đi nơi mới luôn nha các bạn. Chuối còn luôn. Rồi tiếp tục đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở trong cái dòng suối này mình có một cái bẫy lớn đó các bạn. Cái bẫy này nó chết chuột rồi. Mấy cử trước mình không có chuột, mình thay cử rồi, mình thay mới hai chuột đó các bạn. Để coi này nó có không rồi các bạn. Ở đây này gặm dữ lắm nha cả nhà. Trời ơi sập rồi các bạn ơi. Cái bẫy lớn này mà sập là ngon lắm đó nha các bạn. Khóa bẫy một lần rồi mà nó không dính đó các bạn. Ủa sao kỳ vậy trời. Trong lỏng mà. Ôi. Lạ quá các bạn. Cái bẫy lớn mà sập mà không thấy con gì trơn trời. Ủa sao kỳ vậy trời. Cái bẫy này mình mới thay chuột.
Trời ơi, ông nội ơi. Con rắn cả nhà ơi. Vô khoa bẫy mình. Trời ơi. Con hổ ngựa nó vô. Thiệt tình luôn. Trời ơi. Nè. Vô rồi nó chui ra ngoài nằm ló lên trên cái hả? Ra tới hàng đầu luôn đó nha. Cái ghê không còn nữa đó. Rồi mình coi xử lý cái ca này, mình không có quay nha các bạn, vi phạm nha các bạn. Em nó cái đầu tuốt trên đây nữa đó. Con này con hổ ngựa các bạn ơi, sọc dưa của nó luôn. Trời ơi, phải nó bự cũng đỡ, nhỏ xíu mà nó vô phá cái bẫy mình, thiệt tình luôn. Rồi mình coi mình xử lý cái ca này rồi cái mình đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, mình mang cái bẫy xì cua hay luôn các bạn ơi. Sập rồi các bạn. Con gì đó. Trời ơi con chuột. Hết hồn hết vía luôn. Hay sập thì cũng chết luôn. Con chuột dính được con đào một đống đất vậy luôn các bạn. Dữ thiệt chứ. Đây em ở đây. Rồi mình để nó làm chuột mồi nha các bạn, rồi mình đặt cái bẫy phụ vô rồi đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái bẫy này mình thăm 2 kỳ mình dính 2 con rồi các bạn. Kỳ này kỳ thứ 3 rồi nên dính không các bạn. Mình mang cái bẫy xì cua hơi luôn các bạn. Đây mà mình tưởng lần đầu kia mình vẹo vô đó. Rồi cử này hụt rồi các bạn ơi, hụt rồi hụt rồi. Để mình bước xuống, bước xuống cái bực này sâu lắm các bạn ơi. Trời ơi mới đụng đó các bạn thông cảm nha, đụng lắc thì cái nhà vậy các bạn thông cảm nha. Cây da đụng nữa, đụng nữa, đụng nữa. Đây em nó đây, mình làm một cặp ngay đây rồi các bạn, mà cái con sao nó không có la. Ủa con sao nó la quá trời luôn,
nó môi lỗ còn á, mình nghĩ nó hết rồi nha các bạn, nhưng mà mình vẫn đeo, mình vẫn đánh nữa. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, ở bên kia người ta đang bơm nước hay người ta làm cái gì á các bạn ơi, máy chạy ào rào rào bên. Cái này bữa mình mới về á các bạn, hầu như là đợt 7 này mình thăm là chỗ mới là nhiều nha các bạn, phần lớn là 7 là nằm ở chỗ mới hết. Sập không đây, trời ơi, vô rồi các bạn, vô rồi, mình thấy nó rồi, nhúc nhích rồi. Ủa, mình mang cái bẫy sư cua hay luôn rồi các bạn, vô rồi, đi bộ vô đây xa quá mà. Trời ơi, ở trong đây là cái bụi tre nha các bạn, cho nên nó hơi khó đi. Ủa luôn, ủa, không lớn các bạn, nhỏ mà có dính là được rồi. Đây, em ơi, khó đi quá, lột dướng cái nón mình luôn các bạn. Đây, mở hàng con đầu tiên của ngày hôm nay nè các bạn, con này dữ nha các bạn. Hãy hãy máy mình nữa các bạn, chơi liền tập liền. Rồi, tuyệt vời các bạn, con đầu tiên rồi, mình quay khoe lâu lâu chút các bạn. Các bạn coi đầu nè, chung quanh cái bẫy mình nè, đất mềm đất cát nè, các bạn coi cái đầu nè, đào có lỗ nữa, đó, thấy mê không? Đào cái bẫy mà nguyên muốn lật luôn, tuyệt vời em ơi. Con này nhỏ nghe các bạn, không lớn. Con này chừng ký rồi các bạn, cận ký ký mốt gì nhỉ? Rồi, đem qua trống mình bắt nó ra rồi cái đi tiếp các bạn ơi. Con này chắc hơn ký rồi các bạn, tuyệt vời rồi các bạn ơi, có là mừng rồi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình đem em nó ra đây trống, mình bắt rồi cái mình đi thăm tiếp các bạn. Con đầu tiên của ngày hôm nay, con này chừng khoảng 1 ký nha các bạn. Mà con này nó hung nha, nó cắn cái bàn đạp của cái bẫy mình, nó văng lên văng lên bên đó luôn rồi các bạn. Rồi đó, cái bàn đạp mình để mình sửa cái bàn đạp cho nó, mình trở lại mấy này các bạn. Đây, em đầu tiên nè, để mình cho nó quay đầu qua đi để cho mình nha các bạn. Quá tuyệt vời nha các bạn, con này mới vô hay gì các bạn, nó còn đẹp các bạn, chưa chày mỏ chưa gì hết nè. Đây mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi, có dính là mừng người cả nhà ơi. Rồi cả nhà và các bạn đang xem video á, cho mình xin một like. Con này chắc không được ký đâu nghe cả nhà, ký đủ loại này các bạn ơi, nhẹ quá. Ôi, chín lạng nè cả nhà ơi, có lại kìa, giữ ra đây quạo mình nè. Con này có 9 lạng rồi các bạn ơi, không được ký đâu. Rồi mình buộc miệng chú lưới lời rồi đi tiếp các bạn ơi. Xin mời cả nhà và các bạn đi thăm tiếp cùng mình nha. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, mà hồi lúc mình đặt cái mình đi đầu trên đi xuống, mà bây giờ ở đầu đó có người, mình ở dưới này mình đi ngược lên, cho nên là mình không nói chuyện nha các bạn.
mới chợt té đó các bạn. Chút quất luôn các bạn, cái bẫy này mình rút đi luôn các bạn này. Rồi mình dời nó đi chỗ khác nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy lớn đánh mồi chuột đó các bạn. Đi mé bên cái giạc cao su này cho nó mát các bạn ơi. Đi mé bên rừng nó nắng quá. Hay nó khô quá khô rồi. Mình mang theo cái bịch lúa nè các bạn, với túi lưới đồ, với nước đồ luôn đó cả nhà. Cho chuột nó ăn nó uống luôn. Rồi cái đó này ở trong bụi tre này. Làm mấy con hàng khủng cho nó đã đá đấy rồi. Nắng nóng quá rồi cả nhà ơi, cái này khô quá rồi, chắc sợ chết chuột quá. Ủa trời ơi, rồi chết quất luôn rồi các bạn, không sập rồi. Từ xa mình nhìn thấy ôi da, cây cây dướng cây. Ôi còn chuột còn, em mới nằm đêm nè. Con chuột cũng khôn, nằm yên luôn các bạn, nằm cái thằng. Rồi mình cho lúa cho nó ăn rồi xịt nước rồi cho nó uống rồi mình đi hâm cái khác nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy khổng lồ tiếp theo các bạn. Cái này mình đặt bằng mồi chuối nha các bạn, cái bẫy lớn này đặt mồi chuối. Ôi, dài dài đây gà rừng nó bươi quá trời luôn các bạn. Bươi lỗ 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 lỗ. Cứ rồi nó ngồi ngoài nó ăn hết chuối luôn. Mà nó không vô bẫy đó các bạn. Nó mồi te tu luôn, thấy chuối luôn. Mình mang theo cái bao túi lưới này các bạn, với chuối luôn. Khỏi xách cái vỏ heo các bạn ơi. Để cái vỏ đằng kia cho nó khỏe. Mình còn khổng lồ nữa cho khỏe nha, tinh thần nó mạnh nha. Rồi sập rồi nha các bạn, sập rồi hay gì á, chỉnh cái máy lại coi. Đúng rồi, phải không? Rồi sập rồi, con gì đây? Trời ơi, sập mà sao cái bẫy trống lỏng mà trời. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tiêu rồi các bạn ơi, đi cứu trời.
Thôi, thấy con gì luôn các bạn ơi. Rồi. Trời ơi. Con chim. Trời ơi, nó vô nó ăn chuối các bạn. Kìa nó rồi kìa. Con chim gì mà màu vàng khè đẹp trời. Trời ơi. Con chim nó vô ha các bạn. Cái bẫy mình không có đặt vậy nha. Có con gì nó lôi cái bẫy mình qua bên vậy nè các bạn. Xéo qua bên vậy luôn nè. Mình đặt cái bẫy vậy nè. Đó. Ủa, con chim rừng đẹp các bạn. Con này con gì trời. Mà mất một cái chuối nữa. Lạ quá các bạn. Con chim này chim gì mà đẹp dữ vậy trời. Có con gì nó dí con chim khờ luôn các bạn. Này chắc con trồn lớn các bạn. Thôi mình thả con này đi các bạn. Mình không có. Thôi không có bắt con này nghe các bạn. Cho nó đi, con chim này đẹp. Màu vàng nghệ luôn. Đi ra không? Đi. Từ luôn. Thấy cái đường bay luôn. Bị dí giết mà. Có con gì dí giết á các bạn. Dí nó giết mà. À, đi đi con. Ủa đẹp. Cái này nó bị con gì con trồn lớn dí nó giết á các bạn. Thôi thôi đi đi con. Rồi. Rồi bay các bạn, bay được rồi. Bay tuốt xuống dưới kia luôn rồi. Rồi mình đặt cái bẫy này lại rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này cử rồi mình tính mình dời nó đi với cái nó lại nó phá chuối á. Cái mình là sửa cái bẫy rồi mình đặt lại thêm cử nữa nè các bạn. Hôm nay mình sẽ quyết định mình xuống mình thăm nó, mình lấy lên luôn các bạn. Nó có dính mình cũng bóc lên luôn. Dời đi chỗ mới các bạn. Nó khôn chỉnh sửa cái bẫy lại một cái không vô luôn các bạn. Dời đi chỗ mới là đúng. Đây. Hay nó khôn hay ghê không. Rồi. Cái này chắc con chim nhỏ hay là con sóc nhỏ vậy các bạn. Nó mồi một lỗ vậy đó mà bẫy không sập nha. Ủa nó hay nội ơi. Giỏi. Rồi tiếp tục mình đi thăm cái khác nha các bạn. Mình rút cái bẫy này đi luôn cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa cả nhà. Cái này mình cũng quyết định lấy luôn. Giờ đi luôn. Mình tụt xuống đây. Rồi chết luôn các bạn luôn. Sập mà không có dính luôn. Thôi nó lạ. Cái bẫy này rút đi là đúng rồi. Cái này ngộ thiệt trời. Nó ngồi ngoài nó làm sao mà sập cái bẫy mà không dính. Cái nhà ơi. À là con nhỏ trời. Này coi nó làm một đo một lỗ luôn. Rồi thôi mình quyết định mình rút nó đi luôn các bạn ơi.
Tiếp tục ở dưới đây mình có một cái nữa các bạn. Cái bẫy này, cái bẫy lớn đánh màu chuối nha các bạn. Rồi dướng dây leo không có đi được cả nhà ơi. Nó lôi mình lại. Không có đi được luôn. Dướng ngang cái cổ mình. Rồi. Dướng luôn tới cái giò mình. Mình cũng mang chuối, mang cái lưới theo luôn đó cả nhà. Có cái mình xử lý luôn nha các bạn. Để thôi chèo lên chèo xuống nó mệt nha. Trời ơi trống lỏng nữa rồi. Kỳ hết á. Trời ơi. Lạ dữ vậy. Không sập luôn. Thu. Con này thua rồi các bạn ơi. Trời ơi nó khôn. Cách nào mà nó vô nó đu lên nó ăn được chuối nữa các bạn. Ăn nửa cái chuối rồi. Này sóc rồi các bạn ơi. Rồi mình coi đi hầm cái khác nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Mang bẫy xe cua hay luôn các bạn ơi. Rồi, hụt lắc rồi các bạn. Nó bị trợt. Trợt té cả nhà ơi. Lắc rồi. Em nó đây. Rồi, hụt rồi. Mình coi chỉnh sửa rồi đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy lớn nữa các bạn ơi. Cái bẫy lớn đánh mồi chuột. Ở đây nó dính một con hàng khủng rồi. Tới nay không có dính nữa rồi. Để mình lấy nước với lúa đem theo luôn. Vô mình cho chuột nó uống nước các bạn ơi. Trời ơi, hụt lắc nữa rồi các bạn ơi.
thiệt. Dính có một con một rồi thôi. Chụp ngồi. Ngồi cảm ơn rồi. Đó. Ngồi giờ mình. Rồi để mình cho lúa. Lúa cho nó ăn rồi cái mình cho nó uống nước luôn các bạn. Rồi mình đi hâm tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này hôm nay quyết định lấy luôn đi luôn nha các bạn. Vì nó nghịch đường quá rồi các bạn ơi. Còn có mình nó. Cứ rồi nó dính con sóc cái mình dính con sóc cái mình để lại á. Để coi cửa này. Cửa này nó có không? Sập rồi các bạn, sập rồi, sập là có nha, không biết con gì thôi nha, trong cục đá này. Rồi con sóc các bạn ơi, cứ rồi dính con sóc, rồi mới vô luôn, chuối chưa ăn luôn, ai da, này, chuối còn nguyên nữa các bạn, ảnh chưa kịp ăn chuối luôn, rồi, mình à, đem nó ra ngoài bắt rồi xách cái bẫy này đi luôn các bạn. Cái bẫy này mình giá lên nè. Giờ cái này đi chỗ mới luôn các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Trời ơi sao mình thấy người ta chặt cây rồi tống đỏng hết trơn vậy nè các bạn. Cái bẫy mình đặt bên kia nha. Ngoài này ta mới dọn cây nè các bạn. Ta làm gì đây trời. Người ta dọn cây mà ta không thấy cái bẫy mình dính con trộm nằm bên kìa các bạn. Vô rồi các bạn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Mình mang cái bẫy xí cua hay luôn đó các bạn. Vì mình đặt cái bên cái lùm bến ta không có thấy nha các bạn. Giờ mình phải lội qua cái khe suối nè các bạn. Đây. Nè cái khe suối nè. Con trồn thứ hai rồi các bạn. Để mình lội qua. Quá tuyệt vời rồi các bạn ơi. Vô rồi. Dạ, dạ, dạ. Chút nó té luôn rồi các bạn ơi. Xích chút xíu nữa. Té xuống cái suối này luôn rồi. Dưới cái sợi dây leo á, dưới sợi dây leo nó chịu mình lại cho hơi té rồi các bạn, không có chỗ xuống luôn cả nhà. Bị nó sâu quá các bạn, cái này hơn 1 mét luôn á, nó ngang mặt mình. Cái bạn mình để xe cua để lên bờ nè. Nó trợt á các bạn, té luôn á các bạn. Đất đá, đất đồi nên nó hơi khó đi các bạn. Bự không đây? Em nó ngồi kìa. Lớn luôn đi. Trời ơi. Con trùng nhỏ nữa các bạn. Coi cái đào cái bẫy mình nè. Đào, đào xung quanh muốn lật luôn nữa các bạn. Ôi con trùng con luôn trời. Con này nhỏ xíu à. Hồi mày giữ các bạn. Rồi con này. Con cỡ với con đầu tiên hoặc nhỏ hơn luôn các bạn. Nhỏ hơn luôn. Rồi trời. Nhỏ mà giữ kìa trời. Rồi nó cắn cái bẫy mình văng cái bằng đạp lật bằng đạp lên trước luôn kìa.
mà hay cái tay mình nó muốn chơi luôn đó các bạn. Con này dữ, phải sợ luôn đó các bạn. Rồi mình đặt cái bẫy phụ vô, mình sửa cái nền lại rồi đặt cái bẫy phụ vô rồi đi đem ra trống mình bắt nó nha các bạn. Coi đầu cái lỗ này. Đó nghe chú dính con tròn nữa vậy nha các bạn. Trời ơi tuyệt vời, con thứ hai rồi các bạn ơi, khỏe rồi. Mình đem em nó ra trống bắt rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đem em nó lại đi trống, mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn. Con này nhỏ nữa các bạn ơi, con này nhỏ hơn con đầu tiên luôn. Con này chừng 8 lạng rưỡi 9 lạng gì các bạn ơi. Để mình khoe ăn cái gì mình bắt ra các bạn. Con này thấp mình đó các bạn, con này hung quá các bạn ơi. Giữ kiếm cái tay mình quất ghê vô, bây giờ mình hay có tay mình không rồi các bạn. Rồi mình bắt nó ra rồi cái đi tiếp các bạn. Quá đẹp, con này đẹp thiệt các bạn, nhỏ mà nó đẹp, hình như nó mới vô á, nó mới vô nó còn đẹp. Đây con đầu tiên này các bạn, mình cho nó uống nước nồi nè, mình cho hai cái túi lưới nhìn hơi khó thấy nha các bạn. Hai con rồi mà sao nhỏ không rồi các bạn ơi. Con đầu chừng không biết được 1 ký không nữa, còn con này chừng 8 lạng nè, 8 lạng 80 rưỡi gì. Dính là mừng rồi các bạn. Có dính là mừng lắm rồi, hạnh phúc rồi. Cả nhà và các bạn đang xem video cho mình xin một like cả nhà ơi. Tranh thủ bắt nó ra rồi đi tiếp. Ghê không? Không ghê không? Con mãi dữ, nhỏ mãi dữ. Mình buộc cái túi lưới lại rồi cái đi tiếp nha các bạn. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Tiếp tục theo cái dòng suối này mình có 4 cái nữa là hết rồi các bạn ơi. 4 cái sau cùng luôn. 4 cái này mình mới dời nha các bạn. Rồi. Con cò nó bay làm mình hết hồn các bạn. Mình mang cái bẫy heo luôn rồi các bạn. Rồi chất quốc rồi các bạn luôn. Cái đầu tiên hụt vừa các bạn ơi, qua 23 cái nữa các bạn ơi. Rồi mình đến cái tiếp theo các bạn, một cái này rồi còn hai cái nữa hết rồi các bạn ơi. Chim cò quá trời luôn các bạn ơi.
Có vườn heo ở bờ suối nè. Cái này ở trong bụi tre nè các bạn. Hy vọng 4 cái sau này làm 7 con nữa chứ. Đem cái bẫy xe cua hay luôn. Hồi chất quốc luôn. Rồi, mình đi qua hầm mà. Hai cái nữa hết rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa rồi, đầu dưới một cái nữa hết rồi các bạn ơi. Mình đi mình mang heo bảy xe cua rồi đồ nghề heo giỏ rồi luôn các bạn ơi. Hai cái nữa hết rồi. Sao mình thấy nó có cái lỗ đây dữ rồi trời. Ai moi cái gì một lỗ đây dữ rồi ta. Chết rồi chết rồi. Kìa, mình đánh cái bẫy mình đâu bên đây nè. Sao người ta dập ra ngay đó một lỗ kỳ trời. Chết rồi. Thôi ơi rồi. Chỗ này ha, làm cái gì ta. Không biết nha các bạn. Để coi lại. Chỗ đó hay đằng đây ta. Nếu mà đằng đó là rồi, còn dưới ở dưới đây thì còn nha. Mình nhớ có lộn luôn. Ở chắc ở đây nè các bạn ơi. Ngay đó mình nhầm mới ăn. Phải đây không ta? Đúng rồi, ở đây nè, sập rồi các bạn. Hồi nãy mình nhớ đằng đó là lộn nha các bạn. Ủa? Trời ơi, xong rồi các bạn luôn. Thôi cho đẩy ra. Rồi vậy là đằng đó các bạn. Rồi. Trời ơi, con rắn hổ ngựa các bạn. Rồi. Đặt lại cho người ta nha các bạn. Đây, mình không có phá của người ta nha các bạn. Ai làm mấy ăn nha. Rồi. Lợi đặt cái bẫy rắn. Lụm cái bẫy chồn mình rồi các bạn. Rồi qua hâm cái cuối cùng nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy cuối cùng luôn các bạn. Ở đời mà các bạn ha. Thấy rõ ràng. Mình tha cho người ta chứ người ta gặp mình ta không tha đâu nha các bạn. Kệ. Cho mình cái khác nó dữ hơn các bạn ơi. Cái đó mất thì cái này chưa chắc gì còn đâu nha cả nhà. Ủa nó nằm ở trên cái khu nào quên rồi trời. Chết rồi, không nhớ luôn. Hình như đằng đây đúng rồi. Đúng rồi, đây nè. Giờ xuống đây cho mình con hàng khủng nữa nè. Vô mánh lại liền nè các bạn. Chứ gì đâu mà sợ. Trời ơi, hộp của các bạn ơi. Lắc rồi. Rồi mình dời nó đi chỗ khác luôn nha các bạn. Ở đây người ta đánh bẫy rắn là nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình ra mình tổng kết cái thành quả thăm bẫy chồn ngày hôm nay cho cả nhà và các bạn xem cái mình về ha. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi. Lại đây trống mình
tổng kết cái thành quả cho cả nhà và các bạn xem cái mình về ha. Thì mình hồi nãy thiệt hại hết một cái các bạn, đem về một cái thì cử sau mình thăm vẫn là 30 cái nha các bạn. Mình duy trì 30 cái bẫy thôi các bạn ơi, nhiều quá thăm cũng không nổi, mà ít quá thì thăm mình nữa cũng không có, nhiều khi nó thất á các bạn. Thì hôm nay là không đạt nha các bạn, được có một con chuột với một con sóc mà các bạn, với được hai con chồn, mà hai con chồn này hôm nay nó nhỏ luôn các bạn ơi, hai con chồn này nhỏ xíu mà cả nhà, rồi nó nằm ngủ, mình cho uống nước nồi rồi giờ nó nằm ngủ nha các bạn, hai con. Mình tranh thủ mình kéo lên, mình cân cái coi nó nhiêu cái mình về các bạn ơi. Cái cân mình đang 4 con số 0 ha. Hai con này không biết được 2 kg không nha cả nhà. Nhỏ xíu rồi cả nhà ơi. Cái có dính là mừng rồi cả nhà ơi. Đúng rồi. Rồi. Trừ bì ra con hai con này còn đúng 2 kg luôn cả nhà ơi. 2 kg hoặc là 1 kg chín đó cả nhà. 2 kg mốt phải trừ ra hai cái túi nó hết 100 gram á cả nhà, rồi nó còn được có 2 kg tròn mà cả nhà ơi. Thì chương trình mình thăm 7 tròn thì đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Cuối video cũng cho mình gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn ăn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình thấy vui nha, cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Anh Võ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.